Mình rất ngưỡng mộ với những người Nga, họ rất là giỏi, kể cả chiến sự, quân sự mà họ rất là giỏi. Trên thế giới là hai mình hàng ngày là mình hay lướt tin tức và mình hay xem các chiến trường. Khổ quá là những nước đang có chiến tranh. Chả gửi đâu sao đẹp thế. Đẹp thế nhỉ? Đẹp thật đấy. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Đúng là có một cái màn to này xem các em cũng sướng. Công việc làm việc chắc chắn nó hiệu quả hơn. Mấy em này thì các bạn đoán là người nước nào? Nghe có vẻ hơi giống người Nga. Vâng, thưa các bạn có thể thấy đây là thiết kế của chiếc iMac 21 phải là mình. Cái mã của mình đang giới thiệu của mọi người, nó có tên đó là MD094. Máy được trang bị đó là i7 này, 3.1 này, RAM 16GB và camera hình rời trên máy đang sử dụng con Nvidia GeForce 650M với dung lượng 512 MB. Màn hình đang sử dụng trên máy đó là 21 phải là mình. Độ phân giải của nó là 1920x1080 và đây là màn hình Full HD IPS. Chúng ta sẽ có hai ổ cứng, một chiếc ổ cứng SD 128GB và đây là chuẩn ổ cứng PCIe. Các bạn ơi, trong máy nó sẽ có Apple, các bạn sẽ thấy là Apple SD này, 128GB và thêm một ổ cứng cũng Apple, nó build thôi nhưng có lẽ là các hãng ổ cứng ví dụ Samsung hoặc Toshiba bên trong với dung lượng 1 TB. RAM này các bạn sẽ thấy là hai que 8GB trong máy, bớt của nó là 1600. Bây giờ thì mình sẽ test cái tính năng trên chiếc máy này cho các bạn thấy nhá. Cái hay của nó là sẽ có cái camera ở đây. Trên iMac hay các sản phẩm của Apple thì sẽ có thể gọi, ví dụ chúng ta đang nhập tài khoản iCloud, các bạn có thể gọi Face ID. Các bạn ơi, mình đang sử dụng phần mềm Cybem 15R, đang test con CPU của nó này. Con CPU đang sử dụng trên máy đó là i7-3770S các bạn nhé. Với bộ lõi 8 luồng 3.10, con CPU này tính ra khỏe ra phết đấy các bạn ạ. Và camera hình sử dụng đang trên máy đó là Nvidia GeForce 650M này. Lưu ý với các bạn thì với chip của PC thì nó sẽ hỗ trợ các bạn trong việc cày kéo và chạy render ảnh cũng tương đối là tốt. Đây các bạn thấy là nó load cũng tương đối nhanh đúng không ạ? Bên ngoài chiếc màn hình này các bạn sẽ thấy là có một cái lớp kính này, thiết kế rất nhiều năm nay rồi mà nó không thay đổi. Kể cả phiên bản 2019 thì nó sẽ vẫn giống như này các bạn ạ. Đó. Mà nó chỉ thay đổi phần cứng ở bên trong thôi. Có nghĩa là thiết kế đầu tiên, thiết kế mỏng này là có từ năm 2012 và đến 2019. Nó sẽ thay đổi phần cứng ở bên trong và một số cổng kết nối cho các bạn. Úi chà, các bạn sẽ thấy là con điểm i7 của nó cực kỳ ấn tượng là 631 CB. Trước khi mình test thì mình sẽ thấy, mình test một cả màn hình nhá. Mình sẽ giới thiệu đằng sau của nó. Đấy, các bạn sẽ thấy độ mỏng của nó phải kinh kinh khủng ra này, rất là mỏng, cực mỏng luôn. Đây các bạn sẽ thấy đằng sau của nó đây. Đẹp không các bạn? Đây là cái chân đế này, phím bắt nguồn này. Các bạn sẽ thấy là hai cổng thu đầu một ngày xưa này. Đó, bốn cổng USB này, đầu đọc thẻ, phone mic. Được tích hợp giao tiếp đó là 3.5. Còn ở đây thì cái khe nhỏ các bạn sẽ thấy là cái hốc để tản không khí nóng ra bên ngoài. Đây này. Đó, quả táo được để màu đen như này. Đây, các bạn sẽ thấy là đồ họa mô phỏng rồi nó chạy mô phỏng lại đồ họa 3D các thứ này. Đang test con cằm màn hình này. Thực tế thì con cằm màn hình này nó chỉ bổ trợ thôi, không quá khỏe nhưng nếu mà có thì nó sẽ tốt. Nó thực sự là phần cứng của Apple nó là bậc thầy về tối ưu. Chúng ta mua một chiếc máy của Apple thì mặc dù là cấu hình của nó so với máy PC thông thường thì nó không ăn thua, nhưng nó tối ưu phần cứng quá tốt với cái hệ sinh thái macOS của nó quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây anh em sẽ thấy là mức FPS nó nhận được là 59,39 FPS anh em nhá. Đây này, phải nói lên âm thanh và hình ảnh bậc nhất của Apple là phải nói về hình âm thanh này. Mình sẽ thử luôn nè. Mình cho tiếng luôn nhá. Các bạn thấy đẹp không? Đây mới chỉ là màn hình Full HD đấy các bạn ạ, à. Còn màn hình 4K của nó nữa còn khủng khiếp hơn nữa nhiều. Các bạn tha hồ xem phim giải trí. It is a world seemingly familiar. Surely in 4K.
fresh revelations. Các bạn chú ý đây là độ đoàn phim 4K này. Âm thanh này. Nghe sướng không? Xin lỗi các bạn, là riêng về âm thanh và hình ảnh của Apple thì nó là một chiếc máy đẳng cấp về công nghệ hình ảnh và âm thanh, nghe nó quá sướng luôn. Các bạn có thấy đây là một thiết bị nó như này thôi, mới chỉ có chưa đến 20 triệu mà trong một cái phòng nghe nhạc và xem phim nó LED như này. Vâng thưa các bạn, ở các studio thì họ dùng chiếc máy này để cho khách hàng xem ảnh nó rất là nhiều, bởi vì chiếc màn hình này thì nó có tỷ lệ phủ màu cao, như hình ảnh của nó cực kỳ trung thực và sắc nét luôn. Nói chung là việc các bạn thiết kế trên một chiếc màn hình iMac để thiết kế các file ra bên ngoài thì gần như cái hệ số màu nó là chuẩn tuyệt đối các bạn ạ. Âm thanh hay, hình ảnh đẹp, nói chung là rất dễ để các bạn lựa chọn trong các văn phòng công ty, các studio, phòng ngủ, phòng khách, đặt con máy này đều rất là ngon. Bây giờ tớ sẽ test thử một chút về hiệu năng Adobe Premiere, những cái phần mềm dựng phim bây giờ kiếm ra tiền. Vâng thưa các bạn, để chứng minh khả năng dựng hình thì mình sẽ test qua phần mềm Adobe Premiere. Các bạn sẽ thấy là mình chọn sẵn cái định dạng 4K cũng như chọn các hiệu ứng về ánh sáng và các thứ kỹ xảo. Mình sẽ chạy thử một đoạn video này. Các bạn sẽ thấy là 1 phút 15 giây này, mình để 4K nhá. Mình 1, 2, 3. Thực tế mà nói thì các YouTuber hay là các streamer Việt Nam hay rất là nhiều bạn yêu thích và post YouTube hay post Facebook thì chúng ta vẫn phải cần một chiếc máy tính có cấu hình đủ mạnh để dựng những đoạn video có độ phân giải lớn. Chứ còn nếu mà bây giờ chỉ dùng những đoạn video cắt ghép đơn giản thì nó sẽ không đẹp. Ở đây thì mình thường dựng cho mọi người xem đều là 4K hết các bạn ạ, bởi vì xem nó phải LED các bạn ơi. Xem nó phải LED rõ là chúng ta xem mới sướng các bạn ạ. Vâng thưa các bạn có thể thấy là 1 phút 30 giây này. Dừng. Thực tế để mất 1 phút 30 giây để xong một đoạn video hơn 1 phút thì rất là ấn tượng để chúng ta có thể dựng hình. Các bạn lưu ý thì mặc dù dòng sản phẩm iMac 21 thì nó không phải cấu hình mạnh như 27, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Bởi vì cái tầm tiền chúng ta đầu tư nó giới hạn thì đây là một chiếc máy tuyệt vời để các bạn có thể dựng. Và đặc biệt là mình thấy các bạn dùng sáng tác nhạc ấy, mình thấy các bạn dùng chiếc máy này cũng tương đối nhiều. Bởi vì âm thanh và cổng suất của nó cũng rất là hay trên chiếc iMac này. Vâng thưa các bạn phải thấy là hàng ngày mình làm việc như nào ạ? Buổi sáng thì nói thực sự với các bạn thì mình đến văn phòng thì mình có một chiếc iMac như này. Nếu các bạn nhìn vào đây thì thấy nó khá là sang chảnh. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn biết chọn thì nó cũng không phải quá đắt. Chiếc máy của mình đang sử dụng như này trên thị trường thì nó sẽ có giá bán đâu đó khoảng tầm 20 triệu. Sẽ kèm theo cả bàn phím và đồ của Apple. Chiếc máy của mình đang sử dụng nó được trang bị đó là i7 3.1 và RAM đang sử dụng trên máy 16GB. Có hỗ trợ cả đồ họa rời và với màn hình 21,5 inch Full HD. Với Full HD IPS thì các bạn thấy là mọi hình ảnh, mọi thứ đều rất sắc nét và đặc biệt loa rất là hay. Buổi sáng đến thì mình sẽ xem tất cả những cái công việc tồn từ hôm trước này. Sau đó thì mình vào fanpage, rồi mình vào YouTube để mình trả lời tin nhắn khách hàng. Hoặc sau đó thì những lúc rảnh rỗi thì các bạn có thể thấy là mình ngồi chơi game hay có thể là ngắm vài em người mẫu ở nước ngoài thì các bạn thấy là cái thú vui nó như nào nhỉ? Lâm La cũng có thể nói là sang chảnh. Bởi vì một chiếc máy như này các bạn cứ thử tưởng tượng là nếu có bày trong văn phòng làm việc của các bạn, hay các bạn để phòng ngủ đi chăng nữa, hay các bạn để phòng khách đi, thì mọi người vào sẽ thấy đây là một thiết bị nó có cái LED thiết kế cực kỳ hoàn mỹ luôn. Còn nếu mà ở công ty, các bạn để ý là hiện hầu hết ở các văn phòng nước ngoài đó, các văn phòng mà người ta có điều kiện về kinh tế này, ở khách sạn hay ở các sảnh của sân bay thôi, chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều thiết bị iMac họ dùng như này. Bởi vì đây là gì ạ? Đây là tất cả nó được trong một, tất cả là 2 trong 1 luôn. Những cái cây này các bạn sẽ thấy nó mỏng như này, nhưng toàn bộ CPU và mọi thứ đều ở bên trong đó, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Nó có kèm theo một bộ bàn phím không dây hoặc là một bộ phím full size mình đang dùng này. Con này full size để dùng nó sướng nhưng nó có dây. Full size thì nó sẽ thêm cái bàn phím phụ ở bên cạnh đó và con chuột của nó này. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng bấm để điều khiển chiếc máy này. Còn nếu mà âm thanh của chiếc máy này, các bạn thấy là với âm thanh 2.1 của nó thôi, trong cái phòng hơn 20 mét vuông của mình, nghe không cần phải cắm loa ngoài luôn.
Và chiếc máy này chỉ có giá bán nó là 19.900.000 nếu tại các store, các cửa hàng họ đang bán. Và các bạn lưu ý thì đây là sản phẩm đã qua sử dụng rồi. Còn nếu mà chiếc máy này đâu đó ở lúc mới ra mắt thì nó tầm khoảng 40 triệu. Và sau 4, 5, 6 năm, à đâu xin lỗi các bạn, là phiên bản này là 2013 và bây giờ 29, 6 năm các bạn ạ, gần 6 năm thì giá của nó chỉ còn có 20 triệu. Các bạn sẽ có một con i7 có RAM 16GB và đặc biệt trong máy có SSD với chuẩn PCIe của Apple luôn. Với tốc độ đọc của nó hoàn hảo luôn, rất là nhanh. Và kèm theo ổ cứng 1TB để chúng ta lưu trữ. Các bạn thấy là các phần mềm để mình dựng, ví dụ như Adobe Premiere. Mình hàng ngày thì mình vẫn dựng các đoạn video 4K, mình dựng YouTube. Thì các bạn thấy là chiếc máy này nó vẫn đáp ứng, vẫn cày kéo, vẫn chạy nhanh cho các bạn được luôn. Thì tại vì sao các bạn lại không sở hữu một chiếc máy giống như mình? Có thể vừa làm việc, vừa giải trí, vừa xem phim, vừa nghe nhạc và làm được tất cả mọi thứ luôn. Chỉ có giá dưới 20 triệu đồng thì đây là một cái sản phẩm rất tốt. À quên, chiếc máy này riêng dành cho các anh em mà lập trình viên nhé. Đây là một chiếc máy cực kỳ ngon. Con i7 nó sử dụng rất mạnh mẽ luôn. Nó cực kỳ ngon, ra 16GB thì các bạn có thể chạy các ứng dụng giả lập mô phỏng, kể cả giả lập mô phỏng Android luôn. Các bạn hoàn toàn có thể chạy chiếc máy này. Các bạn để ý nó ở các văn phòng lập trình thì họ dùng cái con này cực kỳ nhiều. Bởi vì cái con này làm sao? Nó to, nó có thể bật được rất là nhiều cái tab ở trên màn hình. Màn hình 21.5 inch mà. Nhiều khi con MacBook của mình thì cũng ok đấy, có thể xách đi xách lại được đấy. Nhưng mà nó nhỏ. Phiên bản này còn có phiên bản màn hình 27 inch. Nếu mà 27 inch đâu đó chúng ta sẽ đầu tư khoảng tầm từ 25 đến khoảng 30 triệu. Còn các phiên bản như 5K hoặc các phiên bản cấu hình cao hơn thì chúng ta sẽ đầu tư từ khoảng 40 đến 50 triệu. Đấy. Vâng thưa các bạn, là nếu các bạn thấy hữu ích sản phẩm này thì có thể qua cửa hàng tại 304 Thái Hà để các bạn trải nghiệm. Đây là phiên bản iMac 21.5 inch và model của mình đang sở hữu đó là model 2012 và 2013. Nó hoàn toàn đáp ứng được các bạn sử dụng trong môi trường công ty, văn phòng hay nhà ở của các bạn ở nhà. Ngon lành, đẹp, sang. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.